Đây vẫn đúng từ chuẩn. Đây là làm luôn ngay tại đây luôn này, em ngay tại đây. Vượt đi. Cái cốp này của mình có dùng chung chìa này không? Có. Ừ, có nghe để kiểm tra thôi. Có này không? Công trình ở đâu vậy anh? Đây là công trình ở đâu? Được là quá siêu phết. Chào anh nhé. Khi à? Nhưng mà cả tư vẫn mở được á. Có mà, đây đang làm. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Cúp cho cái này. Thì lắp lại luôn cho ngay bây giờ. Ok được rồi. Đây pin này. Cái tít 10 không? Hả? Tít 10 ấy. Không có chứ. Hả? Để tí xem có cái nào vặn được không? Đợi đợi tí. Để làm cái chìa xong đấy. Thế có rồi. Cái 8 thì chắc là có. 10 không có. Ít đùng. Để thử xem.
từ là cái nào cũng vặn giống nhau hết à? Không, mỗi một cái nắp này nó bình thường nó có 3 viên từ, đây 3 viên từ như này, nó phải khác nhau chứ bây giờ cái nào cũng giống nhau thì bọn ăn trộm nó chả trộm hết à, đúng không? Đây nhá, nó có 3 viên như này, thay viên từ đi à? Đúng, bây giờ mình lắp cái nắp này, mỗi một cái xe nó sẽ khác nhau một viên thôi là nó đã khác rồi, mà mỗi một viên từ này nó có hai mặt, mặt âm mặt dương mà đúng không? Nó đã khác vị trí một cái thôi là đã không mở được, và đây là một cái một viên này, mở này chưa được này. Nếu mà ổ zin thì nó trung bình nó sẽ có 3 cái viên từ, còn ổ tàu nó chỉ có 2 viên thôi. Đấy, đây là viên thứ hai này, lắp vào đây luôn này. Đấy, để thử luôn này, viên thứ hai này. Đấy, chưa được đúng không? Nốt viên nữa nhá. Đấy, viên thứ ba này. Đấy, ổ zin rồi. Trước đứa em gái làm viên kia nó bảo là mỗi chia 50, chia 50 nữa. Nhưng mà đấy là có làm thêm. Ví dụ như là có cái này cầm đến cắt ở đây chỉ 50.000 thôi, đây là chiều từ dài. Còn nếu như mà mất đi như này mình phải ngồi dò lại à? Anh hiểu không? Đấy, đây được rồi này. Đấy, cái bình thường mà chia loại bình thường xe máy thì cũng chỉ 10.000 thôi mà, mái nhà cũng 10.000 thôi. Ở đây gọi là hợp lý thôi, mình cao bằng gì? Bao nhiêu? Ok rồi.